nhưng mà thực ra mà nói ở đây cái điều tuyệt vời nhất đó là hãy tập trung vào họ đừng tập trung vào mình thì mình sẽ trở nên tự tin hơn rất là nhiều tập trung vào những lợi ích mang lại cho khán giả thì bạn sẽ trở thành những người truyền cảm hứng vô cùng tuyệt vời thì trong buổi tối ngày hôm nay thì đề tài mà tôi sẽ nói chuyện với các anh chị đó chính là làm thế nào để tự tin hơn trong giao tiếp à, và các anh chị có thể là share cái video này cho bạn bè của mình à, theo dõi các livestream và các anh chị hãy chú ý rằng là chỉ có những người share cái video này thì mới có thể hỏi đáp ở trong 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 video. Người chia bài chia sẻ của người chia sẻ tiếp theo là Triệu Hồng Hiệu. Em có năng khiếu nói nhưng em bị mất cảm hứng để nói và không tìm thấy sự tự tin. Cảm ơn à, cái bài chia sẻ của Triệu Hồng Hiệu. Thì đây là câu hỏi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ xin chia sẻ cái câu hỏi câu trả lời cho bạn triệu hồng hiệu là có năng khiếu nhưng bị mất cảm hứng để nói và không tìm thấy sự tự tin thì uh, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là uh, cái thứ nhất là triệu hồng hiệu sẽ hiểu rằng bạn còn quá trẻ để mà hiểu rằng cảm hứng là gì cho nên cũng đừng quan trọng lắm về cái chuyện là có cảm hứng hay không có cảm hứng cái điều này không quan trọng và mỗi khi bạn nói cái điều gì đó thì hãy luôn nhớ rằng là điều này có ý nghĩa gì cho người nghe không và nếu bạn giúp được cái điều gì đó cho người nghe thì đó là cái điều tuyệt vời trong cuộc sống rồi cũng đừng quan trọng là có cảm hứng hay không vì trong cái live stream cách đây một vài hôm trước tôi có nói là trong cuộc đời của chúng ta thành công không phải là có cảm hứng thì mới mới làm mà cái thành công thực sự là làm lúc không có cảm hứng bởi vì khi mà không có cảm hứng mà còn làm được thì lúc có cảm hứng chúng ta sẽ làm rất là máu lửa cho nên là ở đây là cứ làm ngay cả khi không có cảm hứng nhá cứ làm khi ngay cả khi bạn không có cảm hứng rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Quân ấy là cảm ơn thầy về các bài học rất ý nghĩa giúp em được phần nào về tư duy kiếm tiền chúc cho bạn cứ tiếp tục Follow fanpage của tôi cũng như là bạn Follow cái trang kênh YouTube của tôi và chúc cho bạn thành công hơn em có khả năng uh, lưu loát nhưng mà em cứ gặp khách hàng thì cảm xúc lên cao thì em nói nhiều quá, không có vấn đề gì cả. Bạn chỉ cần nhớ trong đầu là mình chỉ cần nói thế thôi, để ngày mai mình còn có cái nói tiếp, mà cứ nhớ nhắc trong đầu là như vậy thì bạn sẽ dừng xuống được ngay. Rồi, người chia sẻ tiếp theo là Hoàng Nguyễn, anh ơi làm sao để tự tin diễn xuất cho một hoặc nhiều người hiểu được vấn đề mình chia sẻ để tạo cho họ cơ hội thì uh, ở đây uh, ở đây chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta chẳng có diễn xuất gì cả, chúng ta không phải là diễn viên mà chúng ta chỉ là người chia sẻ thôi thì bạn cứ có như thế nào bạn nói như thế là được nhá không cần phải diễn cái gì đây cả vì thực tế chúng ta chẳng diễn gì cả cuộc sống như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế thôi không cần phải diễn rồi tiếp theo là người chia sẻ vũ quang trường nhiều khi em rất máu để chuẩn bị nói trước đám đông nhưng khi nói thì tim đập chân run mất tinh thần thì chuyện này là bình thường thì nó là tất cả những cái người mới nói chuyện ấy thì đều gặp phải cái tình trạng đó là là chúng ta bị cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp khi mà chúng ta mới lần đầu tiên nói thì không có vấn đề gì cả vũ quang trường à em cứ nói nhiều đi làm nhiều lần lên thì tất thì em sẽ dần sự tự tin mà cách luyện tập tự tin nhất là nói chuyện với camera của mình ấy, xong mình tự nghe lại đây là bài tập rất là khó anh chị nhớ này cái bài tập này là một trong bài tập khó anh chị em đang nghe thì hãy ghi xuống cái bài tập này đó là nói chuyện với cái camera mình bật lên mình nói chuyện xong mình ghi âm lại xong mình lại nghe lại cái giọng của mình và đến khi nào mà mình nghe cái giọng của mình mình sướng ấy, thì lúc đấy là mình đã trở thành cái người truyền cảm hứng rồi rồi lúc nào mà mình nghe mình đã thấy sướng rồi thì lúc đấy là lúc mình truyền cảm hứng cho mình cho nên anh chị em là cứ nói chuyện với camera và nói được mà mình sướng là được đấy rồi tiếp theo người chia sẻ tiếp theo là nguyễn thao thầy ơi em mỗi lần em giao tiếp với một người em hay một đám đông không biết nói gì mà cũng chẳng phải biết bắt đầu từ đâu thầy tư vấn giúp em làm thế nào để mà tự tin thì nguyễn thao tôi có một mẹo nhỏ sau đây À, hãy hỏi họ một câu hỏi và sẽ để cho họ được nói và sau đó em sẽ có thể bắt đầu với câu chuyện mà mà họ đang nói ở đó cho nên hãy đặt câu hỏi và lắng nghe đó là cách tốt nhất để chúng ta bắt đầu học cái ngôn từ đó là thứ nhất là em sẽ nói rằng em sẽ lắng nghe xem họ cái ngôn từ của họ thứ hai là họ quan tâm đến đề tài gì thì mình hãy bắt đầu cùng với câu chuyện đấy thì nó sẽ nhập nhập vai nó sẽ hợp, hợp hơn nha Nguyễn Thao rồi À, tiếp theo người chia sẻ tiếp theo là Hưng Thịnh thầy đã chuẩn bị tâm lý và nội dung kỹ nhưng đứng trước hội thường quá đông em lại bị ngợp mất dần sự tự tin à, và hoàn thành và không hoàn thành được bài của mình đấy thì à, đây là một, cũng là một cái cảm giác mà tôi rất là hiểu khi mà những cái ngày đầu tiên chúng ta nói thì chúng ta luôn, luôn là chuẩn bị tâm lý và nội dung rất kỹ nhưng mà tôi để tôi nói với Hưng Thịnh điều này vào chính thời điểm này vào chính bây giờ tôi vẫn đang phải luyện giọng và tôi dùng những bài tập đọc của con trẻ để tôi luyện giọng. Hưng Thịnh nghe một đoạn tôi vừa mới ghi âm xong đây, nghe này. Tôm càng và cá con. Một hôm, tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh. Thấy tôm càng ngó mình chân chân, con vật nói, Chào bạn, tôi là cá con. Chào cá con, bạn cũng ở sông này sao? Chúng tôi cũng sống dưới sông như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi, có loài cá ở hồ ao, có loài cá ở biển cả. Thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càm nắc nỏm khen. Cá con khoe, đuôi tôi vừa là mái trèo, vừa là bánh lái đấy, bạn xem này. Nói rồi, cá con lao về phía trước, đuôi ngót sang trái, vút cái, nó đã quẹo phải. Bởi một lát, cá con lại uốn sang phải, Thoát cái Nó lại kẹo sang trái Tôm càng thấy vậy phục lăn Cá con sắp vọt lên Thì tôm càng thấy một con cá to Mắt đỏ ngầu Nhằm cá con lao tới Tôm càng vội búng càng Vọt tới Xô bạn vào một ngách đá nhỏ Cú xô làm cá con bị va vào vách đá Mất mồi Con cá giữ tức tối bỏ đi Tôm Càng suýt xoa hỏi bạn có đau không? Cá con cười. Cảm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy, đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi có va vào đá cũng không đau. Cả con biết tài búng càng của tôm càng rất nể trọng bạn, cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau. Đó là một cái bài tập đọc của một cái học sinh lớp 2 và tôi uh, sưu tầm lại những cái bài tập đọc như vậy vì cái ngôn từ thì nó đơn giản, trong sáng, rất rõ ràng về dấu phẩy, dấu chấm và những câu thì nó ngắn cho nên là tôi dùng những cái bài đó để tập đọc và mình tự tập đọc, mình tự ghi âm lại thì mình sẽ phát hiện ra à, những cái lần khác nhau. thì mỗi một cái bài tập đọc như vậy thì thông thường tôi luyện khoảng 40 lần. thì đấy cũng là cái chia sẻ để à, à, cho bạn này hình dung là tất cả những cái việc mà chúng ta làm trên cuộc đời này đều là khổ luyện hết mà có chứ không phải sinh ra là chúng ta biết nói ngay. thì ở đây đó là cái sự luyện tập. rồi à, người chia sẻ tiếp theo là hoàng ngọc vương em ở quảng trị em ngọng em nặng một cách dễ nói cho nên uh, nghe hơn thì xin thưa với uh, hoàng ngọc vương rằng là cái người uh, là mọi cái giọng nói thì chúng ta vừa như vừa tôi vừa nói thì uh, tất cả chúng ta đều sinh ra thì đều không có ai có nói được cả mà chúng ta thừa hưởng cái giọng đó là do cha mẹ mình thầy cô mình và cũng như là những người hàng xóm. Nếu mà bạn sống ở Hà Nội chắc một thời gian là bạn sẽ học giọng Hà Nội, cũng giống như tôi mà vào Quảng Trị thì tôi sẽ học ở giọng Quảng Trị. Ở đây tôi thấy rằng rất nhiều người bạn ở tôi ở Vinh thì họ có rất là nhiều những cái giọng nói khác nhau. À, tôi rất là phục cái người ở khu vực đó vì họ có thể nói được giọng bất kỳ khu vực nào. Đấy thì tôi cho rằng là cái việc này đó chúng ta luyện giọng thì như vừa rồi ấy, thì tôi cũng chia sẻ là tôi rất thích nghe đài và tôi luyện giọng theo đài radio. Tôi thường là ghi âm những cái đoạn của đài xuống và tôi nói theo đài để mà có được cái giọng nói giống như vậy. Vâng, cảm ơn các anh chị. Rồi, à, cái người chia sẻ tiếp theo là Vương An Nú. À, mỗi lần tiếp xúc với đám đông, con trai lại thấy rụt rè. Vậy có cách nào khắc phục không ạ? Thì Vương An Nú tôi hy vọng bạn là một nữ đúng không ạ? Thì là tiếp xúc với đám đông còn lại rụt rè. Ồ oh, ồ, oh, tôi không biết được. Rồi thì à, ai ở đây trong chúng ta cũng cũng thế thôi chứ không phải riêng mình bạn đâu mà tất cả những cái điều này ấy, thì cần phải có cái sự luyện tập thì tôi đang có một cái chương trình đấy Vương An Nú á là luyện tập 8 tuần với tôi vào buổi tối thứ bảy bắt đầu từ cái tuần tuần tới này tức là tuần này đây cuối tuần cứ tới thứ bảy thì có một cái chương trình là huấn luyện dành riêng cho các bạn trong 8 buổi để tôi huấn luyện các bạn cho nó tăng cái sự tự tin lên thì thực ra mà nói là cái sự tự tin nó đến từ cái sự luyện tập Chứ không phải tự nhiên mà có Cho nên là tốt nhất là bạn cứ nên luyện tập nhá Rồi cảm ơn bạn Vương An Ú Luyện tập thì sẽ có Rồi à, Người chia sẻ tiếp theo là Tạ Minh Thầy ơi em có rất là nhiều điều muốn nói Nhưng lại khó để diễn đạt thành lời Trước mặt người khác đặc biệt là trước gia đình Thì em nên làm thế nào à, Thì Tạ Minh ạ à, Cái câu, câu hỏi của bạn ấy nó cũng giống như là Cái nghề luật sư của tôi ấy, Là chúng ta có bao giờ cũng vậy lúc trong đầu thì mình có rất là nhiều cái ý tưởng để mình trình bày nhưng mà ra tòa thì mình quên mất tất cả những cái ý tưởng đó cho nên là bất kể một cái vị luật sư nào đặc biệt là những vị luật sư đáng kính thì tất cả chúng tôi đều làm một công việc đó là phải viết xuống tất cả những cái ý chính của cái bài trình bày viết tất cả những cái bài cái ý của bài trình bày ra cho nên ở đây thứ nhất là chúng ta thế này nếu chúng ta không phải là một cái người hoạt ngôn tức là cái tư duy của chúng ta không thể đi nhanh cùng với lời nói được ấy thì chúng ta buộc phải viết xuống những cái ý chính để trình bày thế thì ở đây có một trong cái bài tập làm văn của bạn ngày xưa đi học không biết bạn học tốt nghiệp lâu chưa nhưng mà nó gọi là tam đoạn luận tức là chúng ta đưa ra một cái ý kiến sau đó đưa ra các luận điểm để chứng minh và sau đó thì hút lại cái luận điểm đó thế thì để cho mọi người lắng nghe của mình ấy thì mình cần phải trình bày ra thành giấy trước Xong đó thì mình hình dung trong đầu mình sẽ nói à, Khi mình muốn nói thì ở trong nhà của mình thường có một cái thói quen là mọi người thường cắt lời nhau Thế thì bây giờ mình sẽ muốn nói một cái ý gì đó thì mình xin phép là à, Mọi người nói xong rồi thì cho con nói hoặc cho em nói như thế này Cho em xin được 2 phút hay là cho em xin được 5 phút Đúng 5 phút không ai cắt ngang lời của em để cho em được trình bày Thì cô hãy à, tạm mình hãy nhớ thế này Mỗi một giây trung bình chúng ta nói được hai từ đây đây là cái mẹo các anh chị nhớ giúp tôi nha Anh chị nào đang live xem live stream rất quan trọng cái chỗ này đây Chỗ này là phải ghi xuống đây Mỗi một giây trung bình ta nói được hai từ Vậy thì một phút ta nói được 120 từ Vậy thì 5 phút là ta nói được một là 6, là 600 từ Và một cái dòng mà chúng ta viết tay đấy Thì là được khoảng là là, là 15 chữ Một cái trang ta viết tay nó khoảng 20 dòng Thì có nghĩa là 5 phút thì bạn nói được khoảng một trang giấy rưỡi Đấy, thì để cho bạn hình dung như vậy. Còn nếu mà là đánh máy, à, đánh máy thì nó sẽ là 20 chữ một dòng và 30 dòng trong một trang đánh máy A4. Thì nếu một trang đánh máy A4 thì bạn sẽ nói trong trung bình trong 5 phút. Đấy là mẹo của tôi. Thì bạn muốn trình bày 2 phút thì bạn à, sẽ viết một nửa trang A4. Còn 5 phút thì bạn sẽ viết khoảng à, một trang A4. Như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta trình bày chữ không chữ, cỡ chữ khoảng 12 đấy à, phung chữ khoảng 12 dẫn dòng 1.1 hoặc 1.2 thì bạn sẽ có được khoảng 600 từ trên một trang thì bạn sẽ trình bày nó trong vòng 5 phút là vừa đẹp đấy thì đấy là cái mẹo của tôi là khi mình muốn diễn đạt thì mình viết nó xuống và mình xin phép người ta là mình để nói trong khoảng thời gian và không ai ngắt lời mình và mỗi một cái ý thì chúng ta sẽ trình bày theo tam đoạn là đưa tiêu đề rồi đưa luận cứ rồi tóm lại thì như vậy bạn sẽ luyện tập như vậy thì dần dần bạn sẽ khúc chiết và bạn sẽ dễ diễn đạt và về mặt ngôn từ thì đừng cố gắng là dùng ngôn từ phức tạp thực ra con người mỗi một con người họ thường dùng khoảng gần 500 từ thôi là diễn đạt hầu hết các câu chuyện hàng ngày của chúng ta rồi cho nên bạn đừng có cố gắng dùng từ phức tạp dùng những cái từ hàng ngày mọi người dùng thì bạn vừa tự tin mà họ vừa dễ hiểu nhé rồi tiếp theo là người chia sẻ tiếp theo là Nguyễn Danh Khiêm Thầy ơi em đi công tác gặp đối tác của công ty anh em run thầy có cách nào không? À thì à, Nguyễn Danh Khiêm ạ à, ngày xưa tôi khi tôi đi gặp đối tác ấy à, hồi đầu tiên ấy thì tôi cũng run nhưng mà về sau mình cứ chém loạn này thôi thì nó sẽ đỡ đi vì thực ra mà nói là mình cứ cứ kiểu như là nghiêm túc quá thì nó gây cho mình cái sự căng thẳng cho nên là nó nó đem mình đến là là cái cái việc là là là, là run lắm run lẩy bẩy nhưng mà mình cứ vui vẻ đi mình cứ bắt tay mình cứ nói chuyện đi mình cứ coi họ là anh em đi thế là nó hết cho nên là đôi khi mình cứ cứ hòa đồng thì nó sẽ đỡ cái việc căng thẳng đi nguyễn danh khiêm nhá chắc là cũng trẻ quá đây mới gặp đối tác thì chứ cần gặp nhiều đối tác như tôi rồi thì nó sau này nó cũng quen dần rồi người chia sẻ tiếp theo là người thầy ơi nói nhiều có tốt không hay là nói theo quy trình thì là em lời khuyên thì trọng nguyễn là cái lời khuyên của tôi là vừa rồi tôi cứ đưa ở trên đấy tức là mình viết xuống xong mình nói theo cái kịch bản đấy thì là nó sẽ đỡ bị nói lan man nhé. đấy là cái cách chúng ta chia sẻ trọng nguyễn mình đi thẳng vào chủ đề của cái chủ đề đó thôi à, thầy cho em hỏi để luyện tập nói tự tin trước đám đông ngoài tập nói trong video quay lại của bài tập nữa thì dịp này ở nhà À, luyện tập là tốt. Thế thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho em Nguyễn Việt Nam ở đây nhé. Cái thứ nhất là em trong cái uh, trang kênh YouTube của tôi có một cái video em search là video là um, luyện tập nói, uh, luyện tập cách nói à, Phạm Thành Long thì là sẽ có một cái video đó. Thì nhưng mà nhưng mà cách làm thì thế này, mình sẽ có một số cái bài luyện tập, tức là mình lấy một cái đoạn văn ra như vừa rồi mình đọc đấy, thì mình đọc với tốc độ bình thường ta lấy ví dụ như đây là tốc độ đọc bình thường này tôm càng và cá con một hôm tôm càng đang tập búng càng ok với cái tốc độ đọc bình thường như vậy sau đó chúng ta lại luyện lại cái bài đó đọc với tốc độ nhanh hơn nhanh hơn và nhanh hơn mỗi một lần bạn nhanh hơn một chút nhanh hơn một chút nhưng mà nhớ là cái tốc độ đọc nhanh ở đây quan trọng nhất là cái tốc độ đọc nhanh nhưng mà vẫn phải tròn vành rõ tiếng để không các cái tiếng nó lục luyến vào nhau đấy bạn phải luyện tập đọc nhanh như thế này này mà mọi người vẫn nghe được như thế gọi là đọc nhanh bạn càng ngày càng ngày bạn càng luyện dần nhanh dần lên nhanh dần lên nhanh dần lên và tốc độ nhanh lần lên là theo thời gian luyện tập đó chứ không phải là ví dụ như tôi đọc đây là thầy ơi khi giao tiếp tốt để có không ạ à, hay là cứ theo thứ tự từng quy trình để em, cho em để quên nghe rồi đấy thì bạn sẽ rằng là bạn sẽ luyện tập đọc nhanh dần lên rồi sau đó có một có một kỹ thuật nữa gọi là đọc ea ví dụ như ở đây tôi đọc cái bài của anh trọng nguyễn này thầy ơi giao tiếp nói nhiều có tốt không ạ à? hay là phải theo thứ tự từng quy trình đấy ví dụ như vậy thì có một cái bài đọc bình thường một bài đọc nhanh lên và một bài đọc ea lại thì như vậy bạn sẽ thấy rằng là, là dần dần thì cái quy trình đọc luyện tập của bạn nó sẽ hay dần lên nhá như vậy thì còn một cái bài nữa là đọc to rõ to lên càng ngày luyện càng to lên để âm thanh nó càng ngày nó càng to dần lên đấy thì đấy là nhưng mà bạn cũng có thể phải luyện tập những cái bài đọc nhỏ làm sao nhỏ nhất mà mọi người vẫn nghe thấy giọng của bạn nó vẫn phải đảm bảo cái âm tròn vành rõ tiếng hiện nay cái micro này của tôi thì nó bị điều chỉnh âm thanh tự động nên tôi nói to thì nó vẫn đi xuống mà tôi nói nhỏ thì nó đẩy lên thế cho nên ở đây là à, khi chúng ta nói trực tiếp ấy, thì bạn có thể có luyện giọng là nói to và nói nhỏ như vậy thì có bốn có năm bài luyện tập như nguyễn việt nam một là nói bình thường hai là nói to ba là nói nhỏ bốn là nói nhanh năm là nói chậm đấy thì đấy là năm cái bài luyện tập và mỗi bài luyện tập như vậy bạn nên luyện tập trong khoảng độ hai đến ba phút thì một cái chương trình luyện tập như vậy nó kéo dài khoảng 15 phút Bạn có thể lặp đi lặp lại 4 đến 5 lần một ngày như vậy thì cứ lúc nào cũng được thôi không nhất thiết phải cứ phải ngồi liên tục nhé rồi ờ à, à, thực ra trọng nguyễn hỏi là có quy trình gì không thì thực ra là bạn cần phải diễn đạt các cái ý của mình thì thông thường là à, sắp đặt như vừa rồi tôi vừa nói đấy kỹ thuật tam đoạn luận đưa ra tiêu đề chứng minh cho tiêu đề và sau đó thì kết quất lại rồi à, ok thì à, bây giờ thì tôi sẽ xin là à, được nói chuyện với các anh chị à, về những cái điều mà à, cần phải làm đấy cần phải làm để chúng ta trở chấn tự tin hơn và tôi sẽ xin chia sẻ với các anh chị là những cái bài tập mà các anh chị nên làm để chúng ta cải thiện được cái sự tự tin của mình và sau đó thì tôi xin phép là sẽ chia tay các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay nhá Thế thì bây giờ anh chị sẵn sàng giấy bút và ghi xuống này hãy bắt đầu ghi xuống cái thứ nhất là các anh chị sẽ theo dõi một cái kênh mà có rất là nhiều những cái người làm diễn giả và họ chỉ cần 10 phút vâng họ chỉ cần 10 phút là có thể có một bài diễn văn tạo ra sự thay đổi cho cả thế giới. Thì cái này là có tên gọi là TED Talk. Gọi là TED nhá. Các anh chị vào cái kênh là ted.com, TED Talk. Có vô vàn nhiều những cái bài nói chuyện hay. Thì các anh chị sẽ vào cái kênh này và những cái bài nói chuyện hay nhất ý, thì đều có phụ đề tiếng Việt. Nên là các anh chị vào cái kênh này các anh chị sẽ học được rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà bên cạnh cái việc kiến thức ấy thì các anh chị còn học được rất là nhiều những cái điều hay ở trong cuộc sống này nhưng mà trong đó thì cách mà họ diễn đạt rất là đơn giản các anh chị sẽ thấy là các cái diễn giả mà trên TED Talk ấy họ diễn đạt rất là đơn giản nhưng mà lại rất là 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 hay thì TED Talk chính là cái kênh đầu tiên mà các anh chị cần phải học cái TED Talk vậy các anh chị sẽ vào cái kênh là TED.com nhá ted com vâng cảm ơn các anh chị và có rất là nhiều bản tiếng việt ở trong đó có rất là nhiều bản tiếng việt ở trong đó để cho các anh chị học hãy tìm những cái video nào mà có tiếng việt phụ đề bật phụ đề tiếng việt lên học các anh chị cũng có thể cài cái phần mềm là ted này vào trong điện thoại nó giống như là youtube ấy youtube thì mọi người đều làm nhưng mà ted là có sự lựa chọn của các cái video tôi rất là thích xem cái kênh này bởi vì cho mình rất là nhiều kiến thức khoa học kiến thức kỹ thuật và kiến thức đời sống rồi thì đấy là cái đầu tiên và sau đó thì các anh chị sẽ quan sát xem là họ diễn như thế nào thì mình hãy diễn theo như họ như vậy thì ted là một cái sự lựa chọn vô cùng thú vị để cho các anh chị học hàng ngày tất nhiên là chúng ta có thể xem tiktok chúng ta có thể xem youtube nhưng mà tất cả cái đó thì nó không tập trung chất lượng như là ted cho nên là thay vì xem youtube thì hãy xem ted để mà học thêm đó là cái cách đầu tiên ở trong cái phần học ấy thì các anh chị có thể sẽ thấy là cái cách họ trình bày thì nếu các anh chị muốn quan tâm đến nội dung của họ trình bày thì các anh chị sẽ mua những cuốn sách ở bàn trên Tiki các anh chị vào Tiki các anh chị search cái sách là là TED sách đấy tức là ở Việt Nam có đâu 4 năm quyển để đó nói về TED và đã được dịch sang tiếng Việt thì các anh chị sẽ tìm cái cuốn sách mà có nói về TED này đấy, thì trong đó thì họ sẽ phân tích những cái bài nói chuyện ở trên kênh TED để cho các anh chị thấy là họ gọi là TED Talk đấy những cái TED Talk là những bài diễn văn TED Talk hay nhất này cách hùng biện kiểu TED Talk này vân vân đấy thì các anh chị sẽ học được cái cách cấu trúc của một cái bài hùng biện như thế nào thì đấy là những cuốn sách nói về TED Talk thì bạn thứ nhất là bạn xem kênh cái thứ hai là bạn mua sách và bạn đọc những cái bài phân tích rồi ở trong cái chương trình của TED có một vài cái video mà bạn nên học trong đó có một cái video mà tôi luôn nói cộng đồng Eagle Club của tôi học Đó là cái video có tên gọi là của cô Kumi Adi à, Kudi Ami Kudi Ami là C-U-D-I dài C-U-D-I dài Và Ami là A-M-I dài Đấy, thì các bạn lên TED Talk search cái video của cái cô này thì các anh chị sẽ thấy học được rất là nhiều điều về ngôn ngữ cơ thể khi chúng ta muốn diễn đạt cái ý tưởng của mình. Đấy là cái bài tập đầu tiên muốn nói hay thì phải lên kênh TED Talk để xem các cái bài hay. Tiếp theo, nếu các anh chị muốn luyện giọng hay, thì đã, tôi đã có cho các anh chị xem cái video luyện giọng của tôi trên kênh YouTube của tôi. Nhưng mà hãy luyện uh, 5 cái bài tập lúc nãy là bài tập đọc bình thường, bài tập đọc nhanh, bài tập đọc chậm, bài tập đọc to và bài tập đọc nhỏ. Cái yêu cầu ở đây là giọng đọc phải giống giọng đài phát thanh tức là ở đây thì mỗi một người sẽ có một cái vùng miền sẽ có một cái tiếng riêng của mình nhưng các anh chị nên luyện thêm giọng của đài phát thanh ở trong đó thì có một số cái âm ngữ địa phương chúng ta cần phải chú ý ví dụ như là giọng địa phương của khu vực miền trung hay là giọng của khu vực miền bắc có cái chữ ln thì chúng ta cũng phải để ý cái giọng này chúng ta luyện tập theo hay là một số khu vực thì bị lẫn cái chữ ie thay cho e. Thế ví dụ như là thay vì nói là em là em em thì hay nói thành im, -E tức là im, im thì những cái từ im như vậy nói nó không nó không được uh, giống cái tiếng ở uh, gọi là tiếng phổ thông cho nên là chúng ta sẽ luyện rộng Ví dụ như quê im, quê im, tức là họ đã nói cái từ em thành y em Đấy là quê em thì nói thành quê em Đấy thì đấy cũng là cái cách mà chúng ta luyện giọng để bớt đi các cái tiếng bản ngữ thì nghe VOV là cách tốt nhất. Thế thì nghe OVOV bằng cách nào thì các anh chị sẽ thấy rằng là trên điện thoại của anh chị search cái phần mềm VOV thì các anh chị có thể nghe đài suốt ngày và khi nghe đài thì mình luyện đọc theo đài cũng là cách đọc. Đấy thì đấy là cái cách mà tôi luyện giọng để có cái giọng này. Và cách theo nữa mà các anh chị nghe thấy ai mà các anh chị thấy cái giọng của họ thích ấy thì các anh chị hãy luyện theo cái giọng đấy. Nếu hôm nay các anh chị thích Phạm Thành Long thì các anh chị hãy lên cái kênh âm thanh của Phạm Thành Long là radio.long.vn đấy. Các anh chị bấm cài đặt cái phần mềm vào điện thoại và nghe tôi nói suốt cả ngày. Không cần phải lên YouTube, YouTube thì các anh chị phải mở YouTube mới xem được. Còn cái radio.long.vn các anh chị tải phần mềm xong là các anh chị nghe tôi nói được suốt ngày mà không cần phải phải đấy. Tôi lấy ví dụ này, đây nhá. Đây là bản ghi âm của tôi này. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp cùng Phạm Thành Long về kinh doanh được phát sóng vào thứ năm hàng tuần. Đấy tôi lấy ví dụ như vậy, thì các cái bản âm thanh như vậy các anh chị có thể luyện theo tôi cũng được. Rồi để mà tăng cái sự tự tin thì còn có một cách tiếp theo sau đây là bạn phải luyện giọng nói chuyện trước à, bằng live stream. À, và chúng ta hiểu rằng là với cách ly xã hội ấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng internet để làm live stream là việc rất là cần thiết, cho nên hãy hãy luyện tập làm live stream thì tất nhiên là khi ban đầu bạn làm live stream ấy thì bạn sẽ không có cái sự tự tin vậy thì tôi chia sẻ với các bạn như thế này đầu tiên bạn tạo ra một cái nhóm cái nhóm facebook đấy mà trong đó chỉ có một mình bạn thôi với một cái nick nào đó của, của ai đó một cái nick thôi tức là chỉ có hai người với nhau hoặc là thậm chí là cái nick kia nick ảo do bạn tạo ra và tạo ra một cái nhóm chỉ có hai người và bạn live stream ở trong cái nhóm đó bạn cứ hàng ngày bạn live stream bạn nói chuyện với cái nhóm đó Thế thì dần dần là bạn sẽ tự tin dần lên thì bạn bắt đầu ép thêm 3 bốn người bạn thân và nói với họ vào xem cái livestream của bạn trong cái nhóm đó. Rồi sau khi tự tin rồi bạn làm nhóm thành 10 người, bạn mời 10 người và nghe livestream của bạn. Rồi 50 người livestream của bạn. Rồi 500 người livestream của bạn, rồi bạn bắt đầu livestream ra bên ngoài thì như vậy bạn sẽ đỡ xấu hổ mà chúng ta tăng dần cái sự tự tin, tức là livestream trong một cái nhóm không có ai cả, livestream trong một cái nhóm có vài người và dần dần chúng ta tăng lên thì như vậy thì quá trình luyện tập này cũng sẽ tăng lên mà để mà live stream hay thì bạn cứ xem những cái live stream của những người khác giống như live stream của tôi đang nói chuyện với các anh chị đây thì dần dần các anh chị cũng sẽ làm live stream hay lên được chưa hay các anh chị em đấy là cái cách mà chúng ta mô phỏng theo những người thành công để làm như vậy thì về mặt nội dung và ngôn ngữ thì live stream trên TED Talk à cái cách nói chuyện trên TED Talk là đỉnh cao của thế giới rồi cái việc thứ hai là chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự không có cái tài năng nào mà bằng cái luyện tập cả cho nên là luyện tập thì chúng ta sẽ trở nên giỏi hơn đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị rồi à, cái điều tiếp theo ấy mà tôi muốn chia sẻ là bây giờ làm thế nào để mà để mà mình thực sự được tự tin thì có một cái điều rất là quan trọng nữa là đó là khi mà chúng ta làm live stream ấy hoặc chúng ta nói chuyện với mọi người ấy thì chúng ta đừng tập trung vào bản thân mình mà hãy tập trung vào cái việc là giúp cho họ cái điều gì đó. Tức là cái thông điệp của chúng ta luôn luôn tập trung vào cái việc là giúp cho họ có một cái sự thay đổi, giúp cho họ có một cái lợi ích, giúp cho họ có một cái giá trị thì như vậy thì họ sẽ trở mình mình sẽ trở nên là tự tin hơn rất là nhiều và mỗi một lần như vậy thì con người của mình sẽ trưởng thành hơn thay vì tập trung vào cái việc là nói gì cho hay thì hãy tập trung vào cái việc là nói gì có ích cho họ thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ tăng cái sự tự tin lên trong cái bài này thì tôi sẽ chia sẻ như vậy và trong thời gian tới thì tôi sẽ còn tiếp tục với các anh chị rất là nhiều nữa những cái chia sẻ nữa để giúp cho các anh chị là giao tiếp mạnh hơn nhưng mà tuần này cứ làm những cái bài tập live stream một mình trong nhóm nhỏ đi và xem kênh ted talk đi tôi tin chắc rằng là cuộc sống của anh chị sẽ có rất nhiều thay đổi khi các anh chị xem ted talk giống như cuộc sống của tôi và những học viên Eagle club của tôi nhưng mà thực ra mà nói ở đây cái điều tuyệt vời nhất đó là hãy tập trung vào họ đừng tập trung vào mình thì mình sẽ trở nên tự tin hơn rất là nhiều tập trung vào những lợi ích mang lại cho khán giả thì bạn sẽ trở thành những người truyền cảm hứng vô cùng tuyệt vời cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại chúc các anh chị cuối tuần này sẽ có một cái buổi huấn luyện tuyệt vời cùng với phạm thành long bye bye và hẹn gặp lại các anh chị chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo